Xin chào anh em nhá. Hôm nay tôi giới thiệu em một số cái đơn hàng mới. Ý, vừa về xong rất nhiều luôn. Đây một số viên sapphire. Nhân tiện trong cái dịp này thì tôi cũng sẽ gửi đến anh chị. Nhân tiện thì hôm nay tôi cũng lấy về rất nhiều sapphire vàng ở đây. Size khoảng 3-4 carat thì tôi quay cho anh khách hàng của tôi anh đặt hàng hôm trước nhé. Cùng với một số viên sapphire đen tôi làm cho chị Dung với anh Tuấn Anh là một viên sapphire vàng. Và một cái bức tượng tượng này làm cho một anh khách hàng nữa là một anh ở trong Nghệ An, cái bức khoảng hơn 50 triệu. Ok, chúng ta cùng theo dõi video hôm nay nhé, rất nhiều đá mới về. Qua cái lô sapphire được một tí, đây là một cái lô sapphire tôi mới nhập về, hàng nhập mà nước ngoài anh chị nhá. Sapphire vàng. Ở đây thì có một số cái sản phẩm đặc biệt tôi muốn quay cho anh chị. Dọn đưa cho anh Vân cái nhẫn kia. Cái nhẫn đây có một cái viên rất là đẹp này. Ruby đỏ au luôn. Hai cái bức này là một gần như một cặp luôn đấy. Đỏ au rồi, một tí tôi quay riêng cái này cho anh chị nhé. Thế còn ở đây thì chúng ta sẽ có đầu tiên là một cái bức tượng sapphire vàng cực kỳ đẹp luôn. Rồng luôn. Trong vắt luôn nha anh chị nhá. Hàng này hàng chung là xuyên sáng luôn, hàng trong vắt luôn. Hàng này tôi sẽ làm mặt dây cho một anh khách hàng của tôi, anh cũng tìm kiếm rất nhiều năm rồi. Và chính tôi cũng tìm kiếm gần một năm nay rồi là mới có cái bức này. Rồi thế còn về sapphire vàng thì đây, đây là cái lô hàng mà tôi đã vừa mới chuyển về. Thì những cái viên khoảng 3-4 carat thì anh chị có thể chọn những cái sản phẩm như thế này. Đây là cái viên sapphire vàng có thể dòng nhẫn nam thoải mái luôn. Ở trong này tôi có tất cả là 8-10 viên, thì những cái viên này đắt tiền này. Viên này cỡ tầm khoảng hơn 100 triệu một viên, còn những viên này thì không tới. Viên này khoảng 3-4k nó rơi vào tầm khoảng 24-32 triệu thôi. Đó thì một viên đá khá là hợp lý nhá. Thế còn bên cạnh đó thì đây, tôi lại lấy thêm một cái này nữa, dọn cho anh mượn cái lô trắng với lô đen luôn, cho mượn lô đen. Lấy được viên nào ra chưa? Trong cái lô này nhá, hôm nay tôi lại về được lấy không về mà bỏ ra thôi, tiện thể tôi quay cho chị Dung luôn. Đây là lô sapphire đen bóng luôn, đen như gương luôn. Và lô hàng này thì tôi dự định tôi sẽ mài cho chị Dung một cái viên 9-12 ly. 9-12 ly nhá. Đây, một viên đen xì anh chị nhìn này. Nó bóng như này luôn này. Sapphire đen hoàn toàn nhá. Nó bóng luôn đấy. Thì những cái viên đá này rất là đẹp và giá trị tương đối cao. Lần này chỗ này là khoảng hơn 600 carat. Đây anh chị nhìn này, nó bóng 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 lừ nhỉ, bóng xoay gương luôn nhá. Thì đây là cái lô cũng về trong cái thời điểm này, thì tôi sẽ lọc ra một viên tôi mài cho chị, một cái viên khoảng 12-13 ly đấy để chị chọn. Thì còn một cái viên nữa mà chị muốn một viên topa tự nhiên hoàn toàn thì tôi sẽ quay sau cho anh chị. Còn một đơn nữa là còn một anh hàng của tôi ngoài Hải Phòng. Anh ấy muốn lấy một cái nhẫn topa hình anh gì Hải Phòng mà đang làm mặt Phật rồi nhỉ? Anh gì Hải Phòng mà đang làm mặt Phật nhỉ? Anh Huy làm một cái nhẫn topa cắt giác. Đây, lấy xem một viên này cho anh Huy nhé. Một viên này sẽ rất là lớn, kích thước đẹp. Giác emerald luôn. Cắt cho anh Huy một viên. Đây, anh Huy nhìn này. Nó sáng như này. Thì cái viên như này, kích thước như này thì sẽ làm cái nhẫn như hôm trước làm cho anh Cường nhá. Đây tôi có một lô ở đây. Thì có những viên rất là lớn, còn những viên thì tương đối. Mình nghĩ là tay anh Huy thì cũng vừa phải thôi, có thể lựa chọn một số cái viên nhỏ nhỏ này thôi. Cũng khá là phù hợp rồi. Đây nhá. Ok. Được không ạ? Thì chúng ta sẽ có rất nhiều lựa chọn trong cái lô sản phẩm này. Và riêng về sapphire vàng thì mình nghĩ là một trong những viên này đều phù hợp cả. Thì đây ví dụ lấy một cái viên vàng vàng tinh nhá, vàng chanh luôn này cho anh chị xem này. Thì mình sẽ nói chuyện lại với anh khách hàng, anh ấy sẽ lựa chọn thêm một số cái mẫu. Đây anh chị nhìn nhé, nó đẹp như này này. Ok chưa? Thì viên đá này mình ước chừng nó tầm khoảng 30 triệu thôi, cỡ đấy, khoảng 30 triệu thôi. Thì trong cái lô này nó chỉ rơi vào tầm 400-500 thôi. Không quá nhiều. Còn những cái viên đẹp như thế này, to như thế này này thì là một trong những cái viên mà chất lượng rất là cao, anh chị nhìn nhé. Đó. Màu ấm người luôn. Ok. Thì hôm nay thông báo với anh chị như vậy.
À còn một cái vấn đề nữa là trong khi tôi đi công tác thì có một anh khách hàng ở Mỹ, anh ấy muốn lấy một cái bức tượng Sapphire thật đặc biệt. Thì đây là cái bức tượng mà tôi muốn anh ấy lấy. Thì có hai bức, một bức to, bức nhỏ. Giá thì đều như nhau cả. Thế nhưng mà mình nghĩ là cái bức này anh nên sử dụng này, bức này tinh xảo và gọn gàng, quan trọng nhất đây là hàng thông đèn. Chất lượng Sapphire cực cao. Thế như mình nói trước với anh, cái sản phẩm này nó rơi vào tầm tiền Việt nó cỡ tầm 125 triệu. 125 triệu mà hôm trước anh định dự kiến là làm một cái sản phẩm tầm khoảng là 5.000 đô la đúng không? Thì mình nhân thử nhé. 5.000 này nhân với 24 khoảng 123 rồi. Thì đây 125 triệu, cao hơn đúng khoảng 5.000 đô luôn. Thì cộng với cần thêm khoảng khoảng 2 chỉ vàng, 2 chỉ vàng nó cỡ tầm khoảng 12 triệu nữa. 135. Khoảng 135 triệu nghe thêm tầm khoảng 4-500 đô nữa, khoảng 5.000 rưỡi. Thì xong cái bức sản phẩm này và đây là một trong những cái sản phẩm rất sắc nét bên mình, rất là đẹp. Ngoài ra anh chị có thể thêm một số cái sản phẩm cao cấp hơn hẳn nữa, thì là những cái bức như này thì mình cũng giới thiệu rồi. Bức này thì có giấy nó có một cái giấy kỷ lục nhá, của Việt Nam nhá. Trong vắt. Bức này thì mình bán tầm 20 ngàn. Ok. Rồi nha, cảm ơn anh chị rất nhiều. Xin chào tạm biệt anh chị. Hello anh em, tiếp theo thì đây. Đây là hai cái mặt dây mà tôi muốn giới thiệu với anh chị, hai cái mặt đá rất là đẹp luôn, cùng tông cái sản phẩm của tôi. Và hai cái sản phẩm này thì giá thì không nói chung là rất là buồn cười. Ok, cực kỳ đẹp luôn, mặt nhẫn nam rất là to. Thì cũng có hai khách hàng đang dự kiến lấy sản phẩm này thì tôi cũng hữu duyên nhá, tôi không nhận qua ai cả, bất kỳ ai chuyển tiền thì nó sẽ là của người đó. À, tiện thể tôi còn có thêm một lô hàng nữa giới thiệu luôn nhé. Ở đây chúng ta có thêm một cái lô hàng Sapphire. Lô này hình như tầm khoảng 60k là k là carat đấy anh chị. Đấy nhá, lô Sapphire nhá. Lô Sapphire này thì tôi cũng chưa kiểm tra. Ở đây chúng ta còn thêm một vài viên bé nữa. Cùng cái lô này, thử một viên nhá, xem thế nào nhá. Lấy một viên bất kỳ nhá. Chỗ này có khoảng vài chục viên gì đấy. Đây. Hàng này hình như là của Phan Thiết. Hàng này hàng của Phan Thiết anh chị. Đây. Camera này thì nó hơi kém, tại vì camera này cái mặt cắt của nó đang bị nhỏ hơn cái phần chiếu sáng. Màu sắc thì đây anh chị nhìn đây, nó sẽ là cái loại màu này nhé. Ôi trời, đen quá. Khó nhìn. Đây, màu này này anh chị đây. Ok. Rồi nhá. À, chúng tôi xin dừng video ở đây. Xin chào tạm biệt anh chị.